Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết, Android 8 và iOS 11 đang là hai phiên bản hệ điều hành mới nhất hiện nay. Thì với những cái tính năng cập nhật mới hữu ích cho người dùng, thì trên tay Loan đang là hai chiếc điện thoại chạy hai điều hành mới đó. Thì bây giờ Loan sẽ so sánh xem coi có những sự khác biệt nào về giao diện nha. Vẫn là hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Với iOS 11 thì có giao diện mở khóa bóng bẩy với hiệu ứng là mờ blur. Ngược lại với Android 8 thì nghiêng về sự chuẩn mực và tối giản trong phong cách thiết kế. Cá nhân mình thấy thì cách liệt kê toàn bộ ứng dụng ra ngoài màn hình chính trên iOS là trực quan và dễ sử dụng hơn so với phong cách menu trên Android 8. Ngoài ra, các icon trên iOS 11 thì có sự đồng nhất về hình dạng hơn. Giao diện gộp ứng dụng trên cả iOS 11 và Android 8 khá là tương đồng với nhau về cách thiết kế, các bạn có thể nhìn thấy. Nhìn rất giống nhau. Trình gọi điện trên Android 8 được thiết kế đơn giản cùng với khoảng trống hiển thị kết quả lịch sử nhiều hơn so với iOS 11. Phong cách giao diện nhắn tin trên iOS 11 là đơn giản và trực quan hơn. Thế nhưng bên Android 8 thì lại cho phép các bạn gọi nhanh đến liên hệ chỉ với một click. Các bạn có thể nhìn thấy bấm vào nút gọi là có thể gọi được ngay. Và còn bên iOS 11 thì các bạn phải thêm một vài thao tác tay nữa mới có thể gọi được đến liên hệ nha. Các bạn có thể nhìn thấy. Theo là tính năng lịch và sự kiện trên iOS 11 thì có thể hiển thị nhiều thông tin hơn so với bên Android 8. Cửa hàng ứng dụng trên iOS 11 được thiết kế theo hướng hoàn toàn khác so với phong cách cũ. Nội dung sẽ hiển thị ít hơn nhưng thông tin cung cấp cho người dùng lại nhiều hơn. Riêng cá nhân mình thì mình thích phong cách liệt kê theo từng chủ đề trên Android 8, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Giao diện chụp ảnh trên cả hai phiên bản không khác nhau là bao. Nếu để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy iOS 11 được trau chuốt hơn về các biểu tượng cũng giống như bố cục sắp xếp hợp lý hơn. Tiếp theo là chức năng báo thức và đếm giờ trên cả hai phiên bản đều có giao diện đơn giản. Tuy nhiên, trên iOS 11, người dùng được bổ sung thêm tính năng gợi ý giờ đi ngủ khá thông minh. Các bạn có thể nhìn thấy và bấm khi mà bấm vào bắt đầu thì chúng ta có gợi ý là khi nào bạn thức dậy vào ngày mai. Giao diện trợ lý ảo trên iOS 11 là Siri khá hiện đại và trực quan. Nhưng xét về tốc độ và khả năng hữu dụng tại Việt Nam thì mình đánh giá Android 8 cao hơn rất nhiều. Đó chính là phần mềm Bixby trợ lý ảo. Thì các bạn có thể dùng phần mềm này dịch văn bản qua nhiều thứ tiếng. iOS 11 sử dụng nổi bật màu sắc giúp người dùng nhận diện nhanh chóng các thiết lập. Trái ngược với đó, Android 8 nghiêng về văn bản nhằm cung cấp cho người dùng nhanh chóng về trạng thái thiết bị và các thiết lập. Cuối cùng, người dùng iOS 11 đã có thể tùy chỉnh được các chức năng như là Bluetooth hay 3G, 4G trong trung tâm điều khiển. Còn bên Android 8 thì vẫn không thay đổi nhiều về phong cách thiết kế khi lấy đơn giản làm chủ đạo. Nãy giờ là những cảm nhận cá nhân của Loan về hai hệ điều hành Android 8 và iOS 11, thì không biết cảm nhận của các bạn như thế nào. Thì các bạn hãy comment bên dưới phía dưới bình luận nha. Và nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye!